Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là dòng xe Honda Wenfa phiên bản 110 của năm 2024, nhưng được khoác lên mình một dàn áo mới, sơn độ 3D màu cam đen cực kỳ đẹp và cuốn hút. Hiện tại chiếc xe vẫn đang có mặt ở Ý để với những bạn nào đang quan tâm, muốn tìm mua hoàn toàn có thể tham khảo. Điều đặc biệt nhất ấy, ngoài màu sắc sơn độ 3D rất đẹp rồi, chiếc xe còn được đại lý lên cho nó hệ thống mâm đúc cho cả bánh trước và bánh sau của xe. Tổng thể thiết kế của mẫu xe các bạn đang theo dõi trên mình thì không khác biệt gì so với những phiên bản sơn zin đến từ Honda Việt Nam, ngoại trừ thay đổi màu sắc cũng như cặp vành đúc mà thôi. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 109 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình. Một phiên bản với khối động cơ 110 phân khối đủ dùng để các bạn có thể trải nghiệm trên mọi cung đường khác nhau. Thiết kế của nó là huyền thoại rồi, làm lên tên tuổi của Honda tại thị trường Việt Nam chúng ta, và nó là thiết kế trung tính để phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng. Già trẻ, lớn bé, trai gái đều có thể đi mẫu xe này một cách ok nhất và thoải mái nhất. Màu sắc cam đen cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mình thấy rằng cái màu sắc này được người dân ở Tây Bắc mình lựa chọn khá nhiều khi mẫu xe này được sơn độ 3D tại khu vực miền Bắc. Với trọng lượng xe rất là nhẹ luôn, đủ để các bạn có thể hoàn toàn dê dắt dù là các bạn nữ nhỏ nhắn các bạn nha. Màn hình thiết kế dạng analog chứa đựng đầy đủ những thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Còn lại các nút chức năng phím bấm chức khác trên xe thì vẫn tương tự. Chìa khóa trang bị trên mẫu xe này là chìa khóa 3 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ. Còn yên xe thì các bạn ở phần hông xe các bạn nha. Hệ thống đèn hậu phía sau được tích hợp chung đèn xi nhan ở hai bên, rất gọn gàng luôn. Tay dắt thì được bọc cao su cứng cáp. Trong thời điểm hiện tại, đây là một mẫu xe với doanh số bán ra đứng đầu trong tất cả những mẫu xe tại Việt Nam chúng ta. Luôn luôn đứng số 1 các bạn nha. Bởi doanh thu rất là cao, khách hàng quan tâm lựa chọn rất nhiều. Dù các bạn là học sinh, sinh viên hay những người có nhu cầu trung bình ấy, hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe này làm phương tiện di chuyển cho mình, rất là ok. Sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn cái mức giá bán cụ thể của mẫu xe Honda Wenfa, kể cả những phiên bản sơn zin lẫn sơn độ 3D đến từ lý xe máy Lai Châu trong thời điểm tháng 6 năm 2024 để các bạn có thể tham khảo được một cách kỹ hơn. Hiện tại thì với những phiên bản sơn zin thì mình sẽ báo giá lần lượt cho các phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn hiện tại với 3 màu sắc trắng này, đỏ và xanh đậm, giá bán hiện tại là 19.100.000 đồng. 19.100.000 đồng các bạn nha. Thậm chí 19 triệu vẫn sẽ bán luôn, các bạn lưu ý cho mình như vậy, giá bán đã giảm đi một chút so với thời điểm trước đây rồi. Trong khi đó thì những phiên bản sơn zin gồm phiên bản đặc biệt và phiên bản cổ điển. Đặc biệt gồm màu sắc đen nhám và cổ điển gồm hai màu sắc vàng trắng và xám trắng. Hiện tại giá bán cũng đã giảm rồi, trước đây lên tới 20.800.000, nay chỉ còn 20.100.000 đồng. Nên thậm chí 20 triệu cũng sẽ bán được cho các bạn với mẫu xe Honda Wenfa được sơn zin đến từ đại lý xe máy Lai Châu. Còn riêng với những phiên bản sơn độ 3D, hiện tại lý vẫn đang còn một số các màu sắc khác nữa. Sơn độ 3D mà lên từ hệ thống phanh cơ vành nan hoa, giá sẽ vào khoảng tầm 21.800.000. 21.800.000 các bạn nha. Còn sơn độ 3D mà lên hệ thống mâm đúc như chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây thì giá sẽ vào khoảng tầm 22.700.000 đồng. Toàn bộ giá bán mình báo cho bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký thì tùy theo của các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau. Mình lấy ví dụ nếu các bạn nhờ đến đăng ký nha. Ở huyện các bạn mất thêm vào khoảng tầm 1 triệu, còn ở thành phố các bạn mất thêm vào khoảng tầm 1.800.000. Đấy là rõ ràng con số như vậy. Còn các bạn tự đăng ký nó sẽ rẻ hơn rất nhiều là các bạn nhờ lý đăng ký. Với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ cụ thể: xe máy Lai Châu, 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D này và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc là các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 cũng sẽ được tư vấn cụ thể. Hiện tại thì mình có 2 đại lý, một ở Lai Châu và một ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể qua với xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể: 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Sơn zin sơn độ cũng có đầy đủ các bạn nha. Giá bán cũng gần như tương tự 19-20 triệu mà thôi cho những màu sắc sơn zin. Còn sơn độ 3D cộng thêm vào khoảng tầm 2 triệu để sở hữu những màu sắc sơn độ 3D tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho những bạn nào quan tâm. Với những bạn ấy đang muốn có cho mình một mẫu xe số phổ thông với mức giá bán đâu đó vào khoảng tầm dưới 20 triệu thì mình nghĩ rằng ấy đây là một sự lựa chọn hàng đầu các bạn nha. Bởi thiết kế của nó trung tính, các bạn mua về độ lên cho một số món đồ chơi phụ kiện nữa là hoàn toàn ok. Mình thì mình thấy rằng ấy khách hàng lựa chọn quan tâm rất nhiều với mẫu xe này.
nên ấy, đủ có thể hiểu được cái sút của nó là như thế nào, doanh số của nó tại sao cao đến như vậy thì rất dễ hiểu thôi. Hiện tại là Lý đang có những bộ mâm đúc khác nhau cho mẫu xe Honda Grand Fa này. Ngoài bộ mâm các bạn đang theo dõi này thì còn rất nhiều bộ mâm phía sau kia các bạn có thể nhìn này. Những cái bộ mâm với các cái kiểu dáng thiết kế khác nhau để tăng thêm nét cứng cáp hơn, đẹp hơn cho mẫu xe các bạn đang theo dõi. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Tôi làm đã quay cận cảnh chi tiết một phiên bản sơn độ 3D với màu sắc cam đen cực kỳ đẹp và ấn tượng trên mẫu xe Honda Grand Fa 110 phân khối của năm 2024. Quay cận cảnh chi tiết review cụ thể, báo giá trong thời điểm tháng 6 năm 2024 này, kể cả từ những màu sắc sơn zin đến các màu sắc sơn độ 3D để các bạn có thể tham khảo, vì rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần cho mình muốn tham khảo cũng như báo giá cụ thể trong thời điểm hiện tại. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy. Rồi, các giá này của mình, nếu hay bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.